Tết Thanh Minh là một ngày lễ quan trọng để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng hiếu thảo và sự biết ơn đối với tổ tiên. Vào ngày này, mọi người đều sắp xếp về tảo mộ, cúng lễ và hết lòng bày tỏ sự tưởng nhớ ân đức nguồn cội. Vậy thì, làm thế nào để thể hiện lòng hiếu thảo và đền đáp lại công ơn to lớn của tổ tiên? Chúng ta có thể thờ cúng tổ tiên của mình. Vào dịp này, hãy thắp đèn cho họ. Hãy cầu phúc, niệm Phật, cầu cho họ được Phật Bồ Tát che chở và tiếp dẫn, để họ được giải thoát khỏi sự thống khổ của địa ngục tối tăm, giải thoát khỏi những nơi vô minh, không có phương hướng, hoặc là sẽ thoát khỏi trạng thái của thân trung ấm, được giải thoát để về Phật giới, được giải thoát để về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, thậm chí là được về thế giới Đông Phương Lưu Ly Tịnh Thổ. Được như vậy thì tốt vô cùng. Khi tổ tiên đắc được giải thoát, chúng ta mới có thể sống trong hạnh phúc, an lạc ở thế gian này. Được an cư lạc nghiệp, khỏe mạnh vui sướng, hạnh phúc sống lâu. Vào dịp Tết Thanh Minh, hãy thắp cho tổ tiên một ngọn đèn để giúp họ tiêu trừ tội nghiệp, tích lũy công đức. Cảm ơn tổ tiên đã cho chúng ta được truyền thừa sinh mệnh, đồng thời giúp cho tổ tiên được Phật quang phổ chiếu và được phù hộ độ trì, được sưởi ấm tâm hồn, được soi sáng con đường mà họ đang đi, đồng thời cũng mang lại sự cắt tường may mắn cho thế hệ con cháu của chúng ta.